tự tin, hoàn toàn tự hào, tự tin. Bạn học lớp 9, bạn chỉ làm rất tốt môn tiếng Anh khi bạn thử điểm kỳ thi lần 2, kỳ thi 2 và bạn đạt điểm lên lớp, cảm lúc đấy bạn cảm thấy tự hào, tự tin. Bây giờ tôi mời bạn quay đến thời điểm mà bạn cảm thấy bạn đang có động lực, thời điểm đó bạn hoàn toàn vào đó để thấy nghe rõ hình ảnh, nghe rõ âm thanh và cảm nhận rõ. Khi bạn cảm thấy hoàn toàn hào hứng, có động lực, hoàn toàn hào hứng, có động lực, tuần đấy là tuần bạn tập gym đầu tiên, bạn giảm được 5 cân, bản thân bạn thấy được đột phá được cái hạn chế của bản thân, làm tốt khả năng giảm được số cân như mong muốn là việc khả thi, bạn thấy hào hứng. Và bây giờ tôi lại muốn quay lại đến thời điểm mà bạn cảm thấy bạn có thể nhớ lại một lần cụ thể trong quá khứ khi bạn hoàn toàn cảm thấy vui vẻ, phì cười và thấy rất là nhẹ đầu. Quay lại thời điểm đó ngay bây giờ, bạn hãy hòa mình hoàn toàn vào để thấy rõ hình ảnh, nghe rõ những âm thanh khi nghe rõ những âm thanh khi mẹ gãi gãi vào chân, bạn nhìn thấy mẹ cười, lòng bàn chân của mình run run, bạn cảm thấy lúc đấy bạn phì cười, bạn thấy nhẹ đầu. Tôi bạn muốn bạn có thể nhớ lại một lần nữa cụ thể trong quá khứ khi bạn hoàn toàn hạnh phúc rất mạnh mẽ, bạn cảm thấy bạn mạnh mẽ. Bạn quay lại thời điểm đó ngay bây giờ, bạn hãy hòa mình hoàn toàn vào để thấy rõ những hình ảnh, nghe rõ những âm thanh và bạn cảm thấy rõ khi bạn cảm thấy hoàn toàn mạnh mẽ. Hôm đó là hôm tập gym, bạn kết thúc tháng thứ 2 sau khi so sánh hai kết quả của số cân, thấy bạn thấy sự đột phá mạnh mẽ của bản thân mình, bạn cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ. Tôi mời bạn quay trở lại. Đầy động lực để con nhà lòng thấy đây là đầy động lực để thì có thể chọn sự kiện chuẩn chọn là gì có động lực này, nó từ cơ mặt nó đến cơ tay, cơ chân, à cơ chân thì không có, nhưng cơ cả lưng, vai, người đều nó đều sinh cảm giác đúng có từ đấy. Chị nhớ phải nhé, quay lại thời điểm đó ngay bây giờ, sau đó mới đọc môi trường. Đến quay giờ xong đến chữ hoàn toàn này em đọc tiếp cái này mà. Đúng rồi, thì sau đó mới đệm thêm cái này để kịch chữ thêm. Và ok. Rồi, nhìn lên không ạ? Tốt. Yeah. Rất tốt. Yeah. Hả? Vươn người à? Rồi. Nè, cháu mình ấy nghỉ ngơi tí xong bắt đầu. Tôi gọi em một lần. Tôi gọi một lần. Dạ, chính xác. Đâu? Cái kia đâu? Đây đây ạ. Đang ở nước ngoài, đi dự bị đại học. Bố về ở một mình, cảm giác lúc đấy là tủi thân, cô độc chán nản. Thì tí em trả lời. Thấy. Bạn nhớ một lần. Cô độc chán nản. Bạn thấy cô độc chán nản. Thấy không? Cô độc chán nản. Và đừng nhấn nhá. Vâng. Chỉ thế thôi. Thế thôi. Đây thả lỏng cơ thể to một chút, một ngón tay đây là
cụ thể trong quá khứ khi bạn hoàn toàn cảm thấy cô độc, chán nản. Quay lại thời điểm đó ngay bây giờ, bạn hãy hòa mình hoàn toàn vào để thấy rõ những hình ảnh, nghe rõ những âm thanh và cảm nhận rõ khi bạn cảm thấy hoàn toàn cô độc, chán nản. Mời bạn quay trở lại. Welcome back. Welcome back. Hít căng. Hít căng, thả lỏng. Hít căng, dạ. Khá mạnh để chế độ mạnh thì cảm xúc của bạn này. Okay. Để thật thoải mái nhé. Vâng. Hãy nhớ rõ hai vị trí nhé. Vâng, hai vị trí. Rồi, từ từ đã, cho bạn thoải mái, thả lỏng. Cứ thả lỏng đi. Chị. Cô đồng đúng không? Xung quanh thì chẳng có ai. Nhưng khi mà ở nhà ở một mình thì mình vẫn thấy cảm giác xung quanh mình có người, có người thân. Cảm giác yên tâm. Như ở kia là nó không có người thân ở bên cạnh, là mình biết chắc chắn là không có. Nên là trong cái kho ý thức này bây giờ đánh nó đi. Rồi, bắt đầu được rồi này. Thấy bây giờ em sẽ không đọc gì cả, không đọc gì cả. À, chỉ đặt chỉ tay đặt lên thôi, đặt tay thôi, xong xem quan sát cái sự mất cân xứng, mất cân xứng đối chiếu không xong đọc rồi. Gì à. Đấy, à, nhớ hai tay nhé, ngón tiêu cực và ngón trong nhé. Ngón trong rồi, bắt đầu đi, nhắm tay nhé, chọn cái kê tay nó nắm đấm lại, chọn cái kê tay cho nó chắc nhé. Thì hai tay đặt đồng thời, không đọc gì, không đọc gì, đúng vị trí. Cái lúc mà chạm hai tay cảm giác trong ngực bị bóp nghẹt, bóp nghẹt rồi trong người, nhưng mà lưng thì nó cũng rồi, lúc ấy mình có cảm giác mình mạnh mẽ thì là cái lưng nó giãn ra, thì hai cảm giác nó vào cùng một lúc, nó cảm giác nó như đầu người nó bị cứng đơ ấy, xong rồi cái mặt thì nó không cười được mà nó chả khóc được, rồi nó cứ cảm giác đầu tiên là có một cái cảm giác nó cách đây mắt, nhưng mà đột nhiên xong đấy thì có cái dòng nước ấm ấy, nó bao khoảng cái mắt của mình, là mình cũng không khóc được mà nó không có, sao mình cảm giác người nó nhẹ, thì lúc ấy là không có vấn đề gì, nhưng mà tự nhiên sau đấy cái ngực nó bóp nghẹt phát là người cứng đơ, mà đấy khi mà thả cái tay thì vẫn ngực nó nhẹ ra, cái lưng nó giãn hẳn ha, thì nó đỡ hơn hẳn. Lúc mà cô thấy hai mắt cháu bắt đầu nó giãn, nó có nháy nhưng nó bắt đầu nó chậm lại, thì em bảo thôi cái lúc này là 15 giây đấy thầy ạ, thế này em nhấc lên bảo chắc là xe chung để bạn ấy, em thấy nó cái cảm xúc nó đang đột ngột quá, nó căng thẳng, có phải không? Cháu cũng biết là mắt cháu nháy rồi. Bây giờ phải kiểm tra mới biết được là tốt hay chưa. Rồi bắt đầu nhé. Cứ vậy kiểm tra thì là kiểm tra, cứ đặt mở mắt được cái gì? Cứ mở mắt và kiểm tra. Có gì không? Rồi, thế nhà không đặt nguyên, đặt nguyên. Nhà tiêu cực. Đó, đúng rồi, tuyệt vời, đầy nguyên. Đầy nguyên cái tích cực. Đó. Đấy. Hoàn toàn chưa? Tuyệt vời, rồi, buông.
Còn mỗi cái là cuối cùng đấy cô lại đem cô thấy chưa? Nhất cả hai tay rồi. Dạ thấp. Chúc mừng nhá. Là dê cái nào? Yeah. Từ từ đã. Bây giờ sao hả? Nghĩ lại cái cảm giác ở ký túc xá đấy nào. Nghĩ lại cái trải nghiệm đâu đi. Còn gì không? Còn như xưa không? Bình thường chán thôi chứ là chẳng nó không đau như trước. Không đau như trước rồi đó. Nó nhẹ nhàng mà nó chẳng hồi. Rồi, tuyệt vời. Các bạn rất tốt. Wow, chúc mừng. Cảm ơn cháu. Ok. Vì là bạn có cảm xúc tốt nên em làm được chứ không? Được rồi. Rồi. Là mình cũng cũng có nhiều cái cảm xúc tích cực. Tích cực. Biết đâu. Đấy là mình chưa nhận ra đúng không? Yeah. Sau cái buổi này cháu sẽ nhận ra là mình có nhiều cảm xúc tích cực hơn. Sau cái buổi này nó nhận ra là kiểu trong cháu cái cảm giác ấm áp với cả cái cảm giác mà muốn trở nên mạnh mẽ nó rất là mạnh. Rất là mạnh, rất là muốn có cái đấy. Có vì lúc mà cô chạm đấy thì cháu cái thứ nhất cháu cảm thấy nó lại là cái sự ấm áp. Nó lan tỏa khắp người. Thì cảm giác ấm áp này là từ cái ký ức mà được ôm mẹ. Ôm mẹ. Thì nó rất là vui. Cái tự tin. Kiểu mẹ tạo động lực cho cháu. Thế là sau đấy thì chắc là nhờ cái động lực đấy làm cho cháu thấy là cái dòng điện nó chảy qua lưng. Như kiểu có người đang đứng sau mình và đang tiếp sức cho mình. Thì mình thấy người mình giãn hiện ra. Wow. Chúc mừng thì là tốt.